Chào các bạn, đây tôi quay lại chỗ anh Phương. Anh ấy đang bắt đầu xử lý cái thân trực, đang đục tỉa cái phần rễ nó thừa để chỉnh lại cái bệnh. Phía mặt này là mặt sau của hai cây đang ghép. Đây, mặt trước tôi quay lại các bạn nhìn này, ba cây đã ghép xong rồi. Đây. Đấy, quay thấp cho các bạn nhìn cho dễ nha. Chưa? Đây cái điểm ghép này. Một cái thân trực bên phải. Bên trái là thân siêu. Đây. Thì bây giờ cái các cái phần bệ rễ của cái thân trực này nó đang dư nhiều. Mình chỉnh lại. Phần nào nó thừa bỏ đi, phần nào nó thô quá thì phải vét cho đẹp. Đấy, như cái phần này có ba cái đang làm là ba phần bác đang vét đấy. Vì ban đầu là cái cốt cây nó cao đến tận 1,5 m, 1,6 m thì cái bệ này là vừa, nhưng bây giờ mình thu xuống, bây giờ cái phủ bì của cái cốt này bây giờ nó chỉ còn nó khoảng tầm hơn 30 phân một chút thôi. Thì cái bệ nó thành to quá. Bây giờ mình phải tỉa lại cho nó nhỏ, nó đẹp. Cái bệ này thì về cơ bản thì nó đều đẹp rồi. Nó tỉa. Dùng cái gì bỏ cái gì. Nó cũng nhiều dữ liệu để mình làm. Thường làm này cái phần diện tích, cái phần bệ mới lại cái phần chiều cao tổng thể phủ bì của cây ấy, nó có cái con số không anh? Nó phải có tỷ lệ nó như cân đối thì nhìn nó mới hài hòa được. Vâng. Thế thường thường ví dụ sử như là cây mà bây giờ chiều cao phủ bì nó khoảng tán chiều cao hoặc là bề rộng tầm khoảng 1,2 m thì thường thường là sẽ trồng trong cái chậu tầm khoảng bao nhiêu anh ạ? À? Nó tùy theo, nó liên quan đến bóng hay còn liên quan đến bóng cốt đó, đúng cây cơ. Cái cốt cây nó có đậm đặc, nó có thân gỗ, nó có lực lượng hay không. Nhiều cái bóng có khi cây rất bé nhưng bóng lại gì bóng lại rộng, đúng không? Tùy theo lại còn dựa trên cốt cây. Này, xong lại còn dày rồng, cái chậu dày chậu mỏng. Nói chung là cái này thì nó là cái vấn đề cây lối dây dây mà lại rồng trong cái chậu to mà chậu mỏng nữa, bóng rất to. Và nhưng mà rồng trong cái chậu dày mà lại còn to nữa thì nhìn không nhìn được. Đúng rồi. Chứ không cứ gì bóng. Đúng rồi. Thế dựa trên cả cái thực tế đúng không anh? Cái cây đấy. Cái thực tế. Để mà lựa chọn chậu để cho nó phù hợp. Và cái này là kinh nghiệm đấy nha các bạn nha. Chứ không phải là có con số theo kiểu là 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Kinh nghiệm với lại cái thực tế của cây với lại cái mắt thẩm mỹ. Có những người thì thích đồ sộ nên phải từ đôn rồi chậu phải hoành tráng. Thế nhưng mà có những người người ta thích nó mảnh mai thôi. Thì người ta làm nó mọi thứ nó ở mức vừa phải hài hòa. Đấy tùy quan điểm từng người. Cái vùng như anh định khấu đi à? Này, cái rễ nó vắt quanh ấy, nhìn nó thô quá. Anh ấy khấu bớt đi. Năm điền
mà để như này mà lại phôi đang nuôi để như này sau nó trương dễ nha. Vâng. Dễ còn to hơn cả thân. Vâng. Bởi vì cái dễ làm điều nó phát triển nhanh đúng không? Đúng rồi. Thế nên cái thời em nhớ cái thời mà năm 2000, cái thời mà Văn Giang đang phát triển ấy. Ừ. Anh em cứ bảo Nam Điển phát triển chậm, nuôi mãi nó không lớn. Cái ngày cái thời đấy là ưa chuộng dễ buông. Đúng rồi. Cho nên là Nam Điển thì nó không có dễ buông đúng không? Ừ. Đấy. Thế nên cái thời nhá, có những ông bông bô ba ông nói: "Tao tao đi mua cây cứ Nam Điển tao đãi tao không thể mua luôn." Ấy. Thế xong rồi mấy năm sau Nam Điển sốt xình xịch. Nhìn sốt đến tận bây giờ vẫn sốt. Lúc ý cái thời điểm là hay thích chơi cây bóng làng nên là dễ buông, mà Nam Điền mà cây thân gỗ là nó ít dễ buông. Đúng rồi. Thế nên là ngày ấy là các bác ấy giải thích lý do nó không hợp lý. Nguyên nhân là như anh Phương anh nói ấy, là do là thích cái thời giờ thời điểm là thích dáng làng. Thường là dáng làng thì phải có cái dễ buông đúng không? Ừ. Thì nó phải có dễ buông thì nhìn nó mới hài hòa, nhìn nó đấy. Nó mới đẹp. Cái chất cổ thụ của bóng cây kiểu như cây đa. Cây đa. Đinh đấy. Đúng rồi. Thế đâm ra là cần dễ buông thì là Nam Điền thì nó lại không có được nhiều dễ buông. Nó sạch thân. Thế đâm ra là cái giai đoạn ý thì Nam Điền không được chuộng. Tóm lại là cái thời điểm đấy là vẫn chưa ham hiểu về đồ chơi lắm. Giai đoạn quá độ đúng không? Bởi vì truyền thông như các thứ là lúc ý nó cũng còn hạn hẹp nên nhiều người cũng không biết. Đúng rồi, chỉ truyền miệng. Chỉ chơi theo nôm na, chơi theo cái trào lưu. Cái sở thích thôi. Trào lưu thôi chứ. Đúng rồi. Thế xong rồi thì khi anh em tinh rồi thì là càng ngày anh em càng thấy cái giá trị của cái xanh Nam Điển. Nó có nhiều cái đặc tính nó hay. Nó ví dụ sự như là cái đường cái thân da nó già nó đẹp, rồi nó tính trường tồn, nó giữ chi răm đúng không anh? Đấy, mấy cái đặc điểm quý của Nam Điền. Và khi mà làm lên cây hoàn thiện thì nó đẹp, lá rụt rịt và nó ít bị tình trạng mà bỏ răm. Ít bị tình trạng bỏ răng. Nó cũng khỏe cây nữa. Thế nhá, thân bệ, cành nó phát triển, nó già. Khi nó già ra nó nhăn nheo, nó chun trụn, xong nó kéo sẹo lên, nó đẹp. Đây. Một với thứ hai là cái đặc tính của Nam Điển khi nuôi á, là thân nó biến nhiều cây nó biến không ngờ luôn. Mà bán mấy năm mà có khi bác chủ cây còn không nhận ra cây cơ mà. Nó biến nhanh. Nên đâm ra là xanh Nam Điền đến bây giờ ngoài thị trường cây cảnh nghệ thuật của miền Bắc rất được đề cao. Đây là cái giống cây chủ lực của cây cảnh nghệ thuật. Vào một vườn cây ở ngoài miền Bắc, vườn các anh em chơi cây hay là anh em vừa chơi vừa mua bán, thì cái số lượng cây xanh Nam Điền chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài ra thì còn có các dòng cây khác như là tùng, la hán, si, mấy năm nay si, rồi các cây khác nữa, nhưng mà chủ yếu vẫn là xanh. Xanh si là bây giờ là chủ yếu. Và xanh si. Si bây giờ cũng anh em chơi cũng mạnh, anh em cũng thấy nhiều cái đặc điểm quý của si. Mấy năm nay là chơi mạnh, đặc biệt anh em Hải Dương anh à? Ừ. Dưới anh em Hải Dương. Chơi trước. Vâng. Tức là bây giờ các bác ấy chơi lâu. Các bác chơi lâu rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ thì trải nghiệm thấy là cái cây si đến lúc làm hoàn thiện nó cũng rất là đẹp. Đúng rồi.
nó lại búp nó đỏ nữa, nó những cái tán đĩa xong lại búp đỏ để nhìn nó rất là đẹp. Nhất là cái giai đoạn mà ra riêng này anh à, nó lên lá. Cái quan điểm về giống cây bây giờ cũng không nặng nề lắm đâu. Bây giờ anh em, đặc biệt các anh em chơi tinh, chơi hàng kỹ, chơi nghệ thuật thì anh em để ý nhiều đến vấn đề là chất lượng của tác phẩm, chứ cái nguồn gốc, cái giống cây cũng chỉ là một phần thôi. Nói chung quan điểm là cứ cây đạp là chơi. Đấy các bạn xem các cái phần đục, anh ấy phần thì đục bóc ra, phần thì vét để tạo dáng lại cái phần bệ rễ của cái thân trực và phía đằng sau của cái thân siêu. Đấy, cái phần rễ kia là phần rễ non, rễ mới. Cái này là rễ quý của những cây phá đây này. Vì những cái rễ non này nó khỏe cây. Vâng. Vẫn kiểu gì kiểu vẫn phải giữ lại để nuôi cây đúng không ạ? Những cái rễ non này nó khỏe. Vâng. Nên các bạn đừng nghĩ là cố làm cây già nên phải bóc hết cái phần này nha, là phí lắm đấy. Đây còn cái phần rễ này là phần rễ âm thì bỏ đi, không cần thiết. Bởi vì về sau là cái vùng này nó sẽ ăn ở cái vùng dưới trồng, à cái dưới đất trồng nó sẽ bị âm xuống dưới. Thế nên mình chặt gọn đi thì nó ra dễ tôm, nó sẽ khỏe. Chứ cái phần mà có giá trị mà để nuôi cây ấy, nó không phải là mấy cái dễ dễ to uỳnh ở đâu, mà nó sẽ ra những cái dễ tôm dễ nhỏ hơn nhiều. Đây này, những cái dễ nhỏ bên phía ngoài này. Đó. Đây các bạn nhìn, tôi vào gần cho các bạn một cái dễ nhỏ. Đây cái gì này. Đấy, cái dễ nhỏ dễ tôm này. Đấy. Từ những cái dễ to này nó sẽ ra những cái dễ nhỏ này. Thì cái phần rễ nhỏ nó mới là cái phần nó có tác dụng để nó kéo nước thì chất dinh dưỡng để nuôi cây. Cái phần rễ to ấy thì là nếu mà cây to thì nó chỉ có cái tác dụng để nó giữ để cho cây nó bám trong đất thôi. Thế còn cái phần mà để nuôi cây ấy phải là những cái rễ tôm. Thế nên khi tạo dáng ấy, các bạn để ý là những cái rễ to ấy thì anh em sẽ tỉa nhỏ bớt lại. Và bao giờ những cái đầu rễ sẽ lấy ra những cái rễ nhỏ xuống để lấy cái phần dinh dưỡng lên. Đây các bạn để ý. Nên các bạn đừng nghĩ là cái rễ to là nó có tác dụng nuôi cây nha. Không có đâu. Đấy, từ những cái đầu rễ vừa đục ra này, nó sẽ mình ủ một thời gian, nó sẽ ra những cái rễ bé. Đó. Cái rễ là rễ tác dụng là để lấy dinh dưỡng lên cũng như là nước. Còn trồng trong chậu thì cũng không cần thiết là phải chịu trách nhiệm bám vào đất nhiều để giữ cây, bởi vì là khi trồng thì là cây nó đã được ở vị trí nó cố định. Đó, đây cái phần rễ vòng quấn nó thô nên anh bóc bỏ. Nhiều sắn lắm. Vâng. Cây này hại những cái rễ to này nó hại cây. Vâng. Cây cũng sượng cây. Đúng không? Bởi vì là càng nuôi thì các cái rễ nó lại càng to lên đúng không? Đúng không? Nên nó thô. Mà cái trò mà rễ nó âm dưới đất thì nó già làm sao được. Nó nổi lên mặt đất như cái phần rễ nổi hay là phần thân cành thì nó mới già được, vì nó có nắng gió thì nó mới già nổi. Chứ cái vùng nó mà âm dưới đất rồi thì nó càng ngày nó càng to thôi. Đây còn cái vùng
bệ này thì anh ấy sẽ tỉa tỉa nốt. Khi làm xong thì tôi sẽ quay tổng thể cho các bạn. Clip này dài rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.